Mới đây tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha, một nhóm người đã tạo nên kim tự tháp người vô cùng ngoạn mục nhân dịp kỷ niệm lễ hội truyền thống tại Tây Ban Nha. Những người tham gia đứng thăng bằng trên vai nhau, tạo thành hình tòa tháp cao đặc biệt. Bốn đội tuyển tạo hình tháp đẹp nhất được biểu diễn tòa tháp của mình trước tòa thị chính ở thành phố Villafranca, trước đám đông hàng chục nghìn khán giả. Mỗi tòa tháp được chấm điểm dựa vào độ khó khi tạo hình. Mỗi tháp người đều có 3 phần rõ ràng: phần móng, thân và đỉnh tháp. Những em nhỏ thường được cho lên đỉnh vì nhẹ cân hơn. Các em đều đội mũ bảo hiểm và được những người ở 2 phần tháp còn lại hỗ trợ. Truyền thống này bắt nguồn chính ở vùng Catalonia và vẫn còn tồn tại cho đến nay.